Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Cuộc đấu trí và đấu mưu tại đấu phá thương khung đã được diễn ra cực kỳ hà khắc. Giữa một bên Tiêu Viêm đã bị đám người phong lôi cao lùa đánh như thằng chết trôi tại khu vực phía Trung Châu. Đương nhiên vấn đề đó khá là bình thường so với một tổ chức hồn điện đang hoành hành. Mà chỉ có mỗi Tiêu Viêm là chưa thấy vợ là chưa phải khóc. Và là mình luôn là anh em của mình xem về cấp bậc sức mạnh của Tần Thiên, người đang bảo vệ Dược Lão khỏi bị trốn tù tại hồn điện. Mở đầu bài bình luận giới thiệu sơ qua về phân điện hồn điện là gì. Phân điện hồn điện là những căn cứ nhà cái đến từ châu Âu đặt khắp nơi rải rác tại Trung Châu. Nó khiến biết bao nhiêu luyện dược sư phải nhảy cầu không phải vì cá độ bóng đá, mà vì hồn điện bắt linh hồn về nghiên cứu phương pháp chữa linh hồn cho dị hỏa thứ hai hư vô thôn viêm, được gọi là linh hồn bản nguyên, tập hợp từ các linh hồn luyện dược sư mà thành. Thứ hai là về Tần Thiên. Để nói về Tần Thiên, thì mọi người hiểu rõ sơ qua một chút mương xanh được phân bố tại hồn điện, yếu nhất là các hộ pháp, sau đó đến thiên tôn và cửu thiên tôn. Cửu thiên tôn có sức mạnh từ đấu tôn 8 tinh trở lên, còn đại thiên tôn có sức mạnh đấu thánh. Về phần tân thiên được gọi là thiên tôn, hắn được hồn điện tổ chức bố trí ban cho nhiệm vụ canh gác Dược Lão. Khi sức mạnh của tân thiên có thể va chạm với bất kỳ những người dưới đấu tôn, tân thiên đấu tôn từng làm người canh giữ khiến Tiêu Viêm phải e dè. Tại Táng Thiên Sơn Mạch, hắn có nhiệm vụ cực kỳ trọng đại. Chỉ cần Dược Lão bị làm sao, Tần Thiên sẽ bị phạt hành chính tại công an cơ động xóm tại Hồn Điện. Ban đầu Tần Thiên làm khá tốt các nhiệm vụ của mình được sao. Khi linh hồn Tiêu Viêm có hai lần đi đến được phân điện Hồn Điện, Tần Thiên đều có thể dễ dàng đánh nát linh hồn của Tiêu Viêm quay trở bản thể. Tần Thiên đung cái mồm hại cái não cả cái thân, hẹn Tiêu Viêm lên xuống, cơ giỏi vang chạy đến Hồn Điện cứu Dược Lão. Để không bị thất hứa như những người bạn hay vay tiền, Tiêu Viêm đủ lông chim đủ lông cánh đột phá đấu tông chín tinh. Hắn dẫn theo một số thành phần băm trợn phong tôn giả từ nghiên kiếm tôn giả, đánh thẳng vào tổng bộ phân điện hồn điện cứu Dược Lão. Với sức mạnh của Tần Thiên không thể bàn cãi, hắn bị đánh gần chết trong trận chiến này. Khi Tần Thiên phải solo với con khối lỗi đấu tôn của Tiêu Viêm chế tạo, thiên tôn Trích Tinh Lão Quỷ mới là chùm của phân điện này. Tuy nhiên Tiêu Viêm đã bị Trích Tinh Lão Quỷ đánh gần chết, nhờ có tự nhiên mở không gian dịch chuyển mới có thể chạy thoát. Còn về Tần Thiên được mang về hồn điện xử đẹp linh án tù treo. Sau đó Tần Thiên có một số nhiệm vụ đi làm lao công lấy công chuộc tội ở hồn điện. Nhưng Tần Thiên chưa sống được bao lâu, hắn đã bị Tiêu Viêm giết chết tại một phân điện hồn điện. Mà Tần Thiên không kịp mở alo nói chuyện với Tiêu Viêm, do Tiêu Viêm bây giờ đã đột phá lên đấu thánh. Đến ngay cả điện chủ hồn điện hồn diệt sinh đấu thánh 6 tinh còn bị Tiêu Viêm đấm chết, còn Tần Thiên cứ liệt đẹt ở danh đồng đấu tôn mà không thể lên được. Nếu xét về Tần Thiên ở hồn điện, hắn cũng thuộc tầng lớp chỉ huy. Còn Tần Thiên xét ở hồn tộc, với trình độ đấu tôn của mình chắc được làm người canh cổng. Chứ hồn tộc bán thanh với đấu thánh nhiều vô kể, kinh ra cũng phải mấy chục ngày. Cảm ơn anh em đã xem hết video lần này.